À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân Quang Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey cùng với Viện Nguyên Lão để phục hưng lại cái nền Cộng Hòa. Và nền Cộng Hòa của chúng ta đã được tái lập, tuy nhiên là để có thể gọi là vinh danh nền Cộng Hòa lên được ở một cái mức cao hơn thì nó là một khoảng thời gian dài. Đây, thể chế chính trị của chúng ta là Republic. Các bạn có thể đọc này, quyền lực của nhân dân, quyền lực của nhân dân. Nó là nền dân chủ mà. Ở đợt trước thì ái chà chà, mấy thằng này nó có vẻ phản công rất ác ấy, nhưng mà nó làm được cái trò gì đâu, nó đánh thế này thì mình sẽ lại phen nó chết thôi. Tập trước thì mình kết thúc bằng cái việc vây cái thằng này. Mình cũng định đánh rồi nhưng mà có chút việc bận cho mình thôi để giải quyết đã, xong rồi bây giờ thì mình sẽ giải quyết lốt. Đấy, anh em xem video của mình thì có thể là mong là anh em like, subscribe và chia sẻ giúp mình nhé, để kênh của mình cũng như là cái cộng đồng Total War Việt Nam ở Việt Nam nó phát triển hơn. Còn anh em nào có điều kiện về kinh tế thì có thể ủng hộ mình qua cái tài khoản phía bên dưới của các video để mình có thêm điều kinh phí để phát triển cũng như là để làm các cái video khác. Thực sự thì từ trước đến nay mình làm video hoàn toàn chưa có phần trả phí, toàn anh em là toàn là làm theo đề nghị của anh em thôi. Nói chung làm cái gì nó còn đều có cả thời gian, trí tuệ cũng như chi phí, nhưng mà mình thì mình không yêu cầu cao, đặt cao cái vấn đề đó. Anh em nào có thì hỗ trợ mình thôi. Thôi tạm tạm qua qua thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng trận chiến ở đây. Trận này chắc không đơn giản rồi. Nó nóng kỵ binh như này thì mình hơi khó ăn. Khó cũng phải ăn thôi. Định mua cái xe công thành nhưng mà nó toàn kỵ binh như này, mua cái xe công thành không giải quyết gì cả. Mà kỵ binh của mình đang bị thương, chưa hồi hoàn toàn. Quân của mình cũng đang bị thương. Noob Hoss của Pacha thì không phải dạng vừa đâu. Còn những cái đơn vị bọc giáp thế này thì không phải dạng vừa đâu. What the? Thời tiết ở Trung Đông này thì chỉ có sương mù và nắng là nhiều, ít thế có khi mưa. À, đánh thẳng vào đây, tiến thẳng vào đại điện của nó. Ở trong này à? Đại điện của nó bị sập rồi. Bên này thì không trèo vào được à? Chỉ có thể đi bằng lối này vào đúng không? Lối đấy thì nó cũng chả cần. Nó xây nhà vòng quanh. À, đúng rồi, thế là mình phải đánh kiểu này rồi. Được rồi, cứ phá cái cổng nhà, cái cổng chính ra rồi tiến vào thôi đúng không? Má nhất là hai cái này nó mà có pháo là chết dở. Fire! Burn the wretched! Sons of Mars! Ready and waiting! Chắc chắn là không phải dùng cái này rồi, bởi vì là khả năng cao là như vậy, bởi vì chúng có toàn kỵ binh thì mình leo lên tường lắm gì. May ra thì có mấy thằng này, mấy thằng này nó leo tường, cho mấy thằng cung thủ nó leo tường này. Cung thủ leo tường cũng hơi phí bởi vì nó còn là nhiệm vụ của nó phải yểm trợ bộ binh tấn công rồi. Khả năng cao. À đây rồi, phá khẩu pháo này trước. À, nó tấn công pháo mình.
Bắn kiểu gì thế nhỉ? Mình thấy cái khẩu pháo này bắn không bằng cái pháo đời đầu đâu. Chỉ được cái tầm xa thôi. À tốt tốt, cháy rồi. Không trúng nhưng mà không sập nhưng mà cháy cháy khẩu pháo rồi. Đạn đã lăn vào cháy khẩu pháo, tốt. Ngon. Eagle Cohort. Ôi tầm bắn 165 cơ mà. Vãi. Thế chứng tỏ quân đoàn này quân đoàn cấp cao rồi đấy. Nó lên rank rồi. Nó mới lên được tầm bắn như này. Tướng cấp 9 mà nhỉ. Đúng không nhỉ? Không biết. Nhưng không phải. Tướng cấp mấy không biết nhưng mà quân đoàn chắc chắn cấp cao rồi. Cái lỗ chui vào. Phát nữa là sập. Phát nữa là sập. Rồi. The enemy's tower has been destroyed. Nó khá nhiều. Không sợ. Chỉ có mấy thằng quẩy đá bình thường thôi. Phá được cái tháp canh nữa. Chỉ tính này. Tầm bắn của tháp canh của nó ở đây. Phá cổng à? Lén vào tường thì vỡ cổng à? 72%. The enemy's tower has been destroyed. Đục cho anh một cái lỗ ở đây cái. Đây 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 đây. Nó đang chạy chạy ở trên này. Nó thích chạy chạy trên này cho nó đục một cái lỗ cho nó. Khỏi chạy luôn. Mày chết. Chết một số thằng luôn. Đục cái lỗ để ngăn không cho nó di chuyển. Tiếp viện được từ hai bên tường thành cho nhau nữa. Bộ binh của mình tiến vào thôi. Mày thích đứng ở đây à? Đứng ở đây à. Đây nhá. Xem tình hình nào đã. Đừng vội thế. Đội thủ có tiến vào đây đã. Đừng vội với nhau. Đây cho anh. Bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Thằng nào bắn?
làm nào phải áp sát được chúng nó. Đạn bắn lốt. Chắc không được rồi, bắn vào đây. Kinh nhỉ, tạ kỵ bắn không hướng nhỉ. Chưa sập cổng thành à? Cháy 70 mấy % rồi. One of our units has used all its ammunition. Bị nó bắn tên chết mất mấy thanh niên này. Missile infantry at your command. Ôi, trong này nhiều lắm. Mình tiến vào bây giờ nó mới là vấn đề. Đánh nhau với bọn phương đông thì mệt lắm. Studio xông vào áp sát cho nó cơ thì mình mới không bị. Bắn. Ôi nó đông thế nhở? Dạ kỵ mà nó đông như này. Ôi, dầu sôi à? Vô lý cái tường thành này sập đúng không ạ? Cháy 100% rồi mà nhỉ? Sao vẫn bị dầu sôi đổ xuống nhỉ? Dầu sôi nó đổ xuống. Phai. Kỳ quá. Có cả voi nữa. Sons of Mars. Legionaries. Cut charge. Áp sát cái này thì mình lại không sợ cho nó nữa rồi. Nhưng mà cái đám bộ binh này bị dầu sôi đổ sợ quá. Ồ, khẩu pháo của nó bắn vãi trưởng thế nhỉ? Cận chiến thì lính Tây Dương cũng không sợ bọn này. Ôi, mà cái cổng trước này của mình dầu sôi nó đổ ác quá. Nhưng mà hay. Ôi, tinh thần chiến đấu đang bị suy giảm đấy. Cho tướng vào ngay gần này. Gọi tên vào là voi của nó nổi điên rồi.
tên và voi nó điên. Nó có khẩu pháo ở trên tường thành này. Đây là quái dị thật. Ôi, đội này nặng thế. Đội này dính cho nặng thế. Áp sát cho nó để nó... Này, cái khẩu pháo này nó cẩu chết quân mình ác quá nhỉ. Cái quân này bị chết nhiều này không phải là do đánh nhau mà do bị dầu sôi nó rội vào đầu chết ngay cổng thành này. Rõ ràng mình phá hết cổng thành rồi mà vẫn bị dầu sôi rội. Hết chưa nhỉ? Đây là bọn bộ binh rồi. Rồi, tấn công vào cái này. Xạ kỵ mà tận chiến thì nó xong rồi. Con xạ kỵ này chưa? Ôi, mẹ khẩu pháo. Được đấy, phải có những trận đánh nó khó khăn nó mới sướng. Quân nó còn đông nhỉ, trong thành kìa. Ôi, khẩu pháo cho chết này nó bắn đấy. Hì. Ôi thương nặng thế. Thương rất nặng. Chà. Khử cho nó cho anh. Cái khẩu pháo này làm mình thương vong nặng quá. Cho tướng vào gần để boost tinh thần cho anh em. Ăn rồi đấy, ăn rồi. Tiến vào đây. Ăn rồi, tiến vào, nhanh. Ăn được. Bọn này nó thờ thần gì đây? Our general is under attack. Infantry, prepare to attack. Form testudo, legionaries. Let's charge. Bộ binh thì mình lại không bộ binh của nó mình không sợ. Ai bị ăn quả dầu sôi đỡ dội vào đầu kinh quá. Xong rồi. Kinh quá. Dầu sôi hay không? Rồi. Sons of Mars. Legionaries. Orders. Advance. Brave Romans to a man. Rồi, vào đây. Nó xong rồi. Được. One of our units has used all its ammunition. Đánh thế nó mới sướng. Loophot Archer. Đó, quân còn có gần này quân nhưng mà vẫn chiến đấu rất là anh dũng. Tinh thần chiến đấu vẫn màu xanh.
Vào. Ôi, toàn quân bị thương nặng. Trận công thành này có vẻ đẫm máu quá nhỉ. Các bạn thấy không, đánh nhau với bọn phương đông này mà mình không có cách nào mình khống chế được cái độ tầm xa của nó, xạ kỵ của nó để mà nó thoáng để cho pháo binh chúng ta tấn công hoặc là tầm xa chúng ta tấn công thì rất mệt đấy. Xong rồi. Nó toàn bọc giáp như thế này cơ mà. Binh của chúng ta cũng vào rồi. Tất cả các cánh quân đang tiến vào. Rồi, đã xong. Trận đánh có thể nói là thiệt hại khá nặng. Đội quỷ đá nó giết được nhiều thế nhỉ? Nhưng mà mình chết nhiều nhất không phải quỷ đá mà bị dầu sôi và xe bắn đá trên tường thành là nó đem xuống. Rồi xong. Nó có hai quân đoàn này mà mình tiêu diệt cả hai quân đoàn này của nó thì bây giờ gần như với thằng chư hầu của mình rất tướng cấp 4 rồi, quân đoàn cấp mấy? Hoặc là cái này đã bột máu cho nó nhanh. Ok. Nó mất hết quân ở đây rồi. Vậy thì mấy thằng này nó sẽ sang nó chiếm nhanh thôi. Ura. Hơ. Map này nó hơi thay đổi so với map gốc. Bởi vì map gốc mấy cái vùng này nó chung nhau thôi. Map này nó lại tách riêng ra. Căng thẳng đến tận những giây phút cuối cùng. Chiến trường phương Bắc thì nói chung khi mình đóng quân đoàn ở đây rồi thì chắc chả thằng nào dám vào đây để mà gây sự với thằng đệ mình rồi. Còn chỗ này thì chờ ông đệ mình ông giải quyết. Nói hết tiền rồi, để xem là tình hình ông đệ mình ông định làm cái gì tiếp theo. Rồi, một thằng duy nhất cũng đánh. Nó nhìn thấy có mình có cả một quân đoàn đứng đây thì là nó vào ăn hôi. Đúng một vác đúng một thằng tướng đi để đánh nhau, chịu thật. Thanh niên hổ báo của năm. Cái thằng này từng là chư hầu của thằng Rôm đỏ chứ. Thì đấy, quân đoàn số 3. Mình nhiều tướng ngon phết đấy chứ đùa đâu. Ám sát ở đâu ấy? Tướng 4 sao của mình. Nó có một thằng nào nó ám sát tướng mình à? Lại có một cô con gái trưởng thành.
từ nhà Pompey. Nhưng cái phe này thì nó không giống của phe Pompey. Trung thành vẫn cao đấy. We hunger for battle. Tướng của nhà Pompey. Ui, mình còn nhiều lắm. Ready for battle. We hunger for battle. Mình có rất nhiều tướng. À, một người một ngựa thì làm ăn gì? Ôi giời ơi, thằng đệ của mình mạnh ghê nhỉ. Quánh kinh thật. Cả khu này luôn. Quấy. Đánh xong rồi không tiến tiếp ra đây mà đánh lốt đây đi lại rút về. Thanh niên này làm sao? Ý chú này như thế nào? Ai dạ? Mình chưa hồi hết quân. Nhưng ngon thì vào đi. Đứng ở đây phòng thủ yên tâm rồi. Đây rồi, ông đệ này ông giải quyết lốt đây rồi cả. Bọn này nhanh vãi trưởng. Ồ, nó giải quyết hết phương Bắc rồi. Đây. Thôi. Kinh không? Ông đệ mình gớm thật. Đâu rồi? Đây à? Ăn nó cho anh. Ăn đây. Đứng đây yểm trợ. Ăn đây. Ấy, thằng này cũng có Praetorian rồi này. Ăn mấy cái vùng này hơi thấp. Quân của mình lại lọ mọ quân được lên đây. Một quân đoàn ở đây à? Làm gì được đâu, chắc không làm gì được đâu. Cần anh rút phát về đây về. Được ngay. Nó bị vây chặt rồi. Toàn quân đồng minh của mình thôi. Phương Bắc. Mấy cái hạm đội này nó chuẩn bị đánh tấn công nước Anh. Đây rồi, giáp vàng rồi. Đấy, có một hạm đội. Hạm đội thứ hai đang lên. Lên đây. Bên này còn một cái hạm đội nữa này. Đâu rồi nhỉ? Đây. À, cũng đi lên đây rồi. Cũng lên đến tới đây rồi. Thôi rồi, ba hạm đội rồi. Còn các hạm đội đóng ở khu vực Biển Đen này thì mấy hạm đội ở Biển Đen này thì cứ để ở Biển Đen thôi, chưa có gì phải cần phải đi đâu cả. Thực ra khu vực Biển Đen này bây giờ cũng chẳng có gì mất an ninh trật tự nữa. Nhưng mà vùng này bây giờ thuộc kiểm soát của mình hết rồi đâu. Áp thuyền lên giáp vàng. Ý dù giáp vàng này thì nó đâm hút sướng phải biết. Nâng cấp nhà cửa lên.
sắp hết tiền chưa? Mình sắp hết tiền chưa nhỉ? Sắp hết tiền rồi. Còn rất nhiều cái gì lên cấp ấy. Đây à? Đây à? À, quân đoàn cấp 6. Ready for battle. Ôi dồi ôi. Phòng thủ cận chiến. Phòng thủ cận chiến tận 105, giáp 119 nhỉ? À thằng giáp không cao lắm nhỉ. Chắc là tướng chưa đeo đồ. Đây, cộng thêm 5% giáp nữa. Cái này nữa, tăng 5% đam nữa. Cộng này nữa, mạnh phải biết luôn. Giống như mình vừa bị đầu độc hay sao, đứng im, không di chuyển được. Ready for orders. That path is blocked. At once. You may as well get. Công thành của nó đây. Anh đứng đây yểm trợ rồi, nó công à? At your command. Quân nổi dậy đây được, được giải dẹp rồi. Quân nổi dậy đây dẹp rồi. Chui đâu ra thêm cái thằng này. Thằng này. À, nó chiến tranh với cả thằng này. Cả thằng này rồi. Tốt. Úi dồi, thằng này chiếm đất rất là quá lượt đã, xem tình hình tiếp đã. À, bọn anh này đánh lẫn nhau à? À, chúng nó dỗi việc quá rồi, bây giờ nó đánh lẫn nhau rồi. Úi dồi ôi, một cái liên minh khủng khiếp thế này quánh vào thành của nó. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Bốn à? Phải thế. Ờ, vào tí xem tình hình nó thế nào. Chưa bao giờ mình đánh một cái trận mà có thể là liên minh của mấy phe như thế này. Không phải lúc nào cũng được đâu. Mà chắc gì đã đến lượt mình được vào, bởi vì là tận 4 đội như này thế mà. Chắc gì đã đến lượt mình được vào. À đây. Trận đánh đông quá, lại có cả Rome vàng cả. Có mấy ông đệ này của mình. Á dụ. Đẹp trai vãi nhỉ. Ờ, thời đấy bọn có xăm chỗ á. Ai à, bên kia này, cánh quân bên này mới gọi là gớm. Ai chà. Ôi ôi, trận này là trận kỷ lục đấy, chưa bao giờ đánh bốn cánh quân đông như này đâu. Chết 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 chết.
Máy mà cấu hình, máy mà không sợ không máy không chịu được nhiệt mất. Romans ready for duty. Có xe leo thang thì leo đi. Làm gì đây? Đã còn lẩn vẩn. Lên thì lên luôn đi, sợ gì chúng nó. Ôi, hai cánh quân. Lên tường đi em. Tầm bắn của pháo nó gần tới rồi. Gần tới rồi. Ồ. Chẳng mấy khi có thời gian thảnh thơi để mà ngắm cảnh như này. Đấy. Thành này vẫn thuộc kiến trúc La Mã nhưng mà... Ô, đây có con sông này không đi qua được. Cái này nước nông mới lội qua được đúng không? Cái này nước lông, bọn này nó lội qua. La Mã đấy. Lê Dương đây. Cái binh đoàn Lê Dương La Mã đây. Ui dồi ôi. Một trận đánh phải nói là is attacking our ally. Vãi nhỉ? Sao có trận đánh liên minh đông này? Pha bắn kiểu gì ấy? Chả biết phát trúng được phát nào này. Đây rồi, bọn này nó lên đến đây rồi. Đấy, bắn kiểu này may ra trúng được tí. Ây da. Con tên nó trên tường nó bắn cho chết thấm đấy. Mày cứ đứng ở đấy. Vãi cả cái khẩu pháo này bắn. Đạn xịt nhiều quá. Úi dồi. Nó chỉ 8% rồi mà chưa thấy sập. The enemy's tower has been destroyed. Rồi, vỡ một tường thành của nó. Ngọt thế. Đục luôn một cái lỗ để xông vào. Úi trời ơi. Đúng rồi, đục cái lỗ để xông vào.
có lỗ phát là bọn này nó vào ngay đấy, không đùa đâu. Ấy giả, ấy giả, ấy giả, ấy giả, leo thang lên rồi. The walls are breached. Ôi, phá ra đây, phá cho anh cái này. Bọn này vào rồi, nó thấy có lỗ thông chống phát là nó vào ngay đấy. Bên này như nào ấy? Ây da, bên này nó vào bằng cái gì, nó đốt cổng thành à? Ờ đúng rồi. Ôi ôi, trận này vui phải biết. Cứ từ từ cho các em đánh nhau tí nhá. Ui ui, chẳng mấy khi được ngắm cảnh. Cố lên các em, đánh nhau đấy. Ồ, tuyệt đấy. Liên minh của mấy phe đánh liền này, phải có những trận đánh này mới sướng này. Có một mình một phe mình đi đánh thôi, nhiều lúc cũng hơi nhạt. Ấy đúng rồi, đấy. Ấy dứt điểm cũng đẹp mắt thế. Dứt điểm cũng đẹp mắt như ai, kém gì đâu. Đấy, đây này, lúc nãy mình chết rất nhiều quân vì cái dầu sôi này. Ấy ấy, dầu sôi chết này. Đấy. Dầu sôi rồi là chết. Chúng nó đang bỏ thành à? The walls are breached. Ôi. Bắn nào mãi chưa sập cái tháp canh. 98 rồi, tí thôi. Bắn ra đây, chỗ này mình dùng nguyên pháo yểm trợ cho thằng địch. Nguyên pháo yểm trợ. Mấy thằng trên này bị kẹt hết rồi. Cổng bên này thì như nào? Ủa còn đây này. Ủa, đám này nó vào nó tiếp viện ở cái hướng này. Ủa, trận này chắc mình đến ngắm rồi chứ phải cần gì phải xông vào. Ôi ôi, chiến tranh ngoài này nó lớn nhỉ. Chết nhiều đấy nhé. Ủa, chết dưới chân thành nhiều quá. One of our units has used all its ammunition. Sập rồi. One of our units has used all its ammunition. Hết đạn. Rồi rồi, xông vào đây. Lên dương xông vào. Rồi rồi, đám kia nó cũng chuẩn bị vào. Ây da, đông thế này cơ mà. Một bên này nữa chứ, hai cánh quân của nó tiến vào kìa. Ý, đây này.
Mấy ông đệ mình đông thật đấy. Mình mà tiến vào đây nữa thì để xem tình hình mấy ông đệ đã làm ăn được gì chưa. Nếu mà không làm ăn được gì thì mình mới tiếp viện. Cánh bên này thì ôi ôi, chưa phá được cái cổng của nó à? Ném dầu sôi vào đây chết bớt chúng nó đi. Ôi ôi, chỗ này nó chăn con người. 95% đốt nốt cho nó cháy đi. Cái bên này căng quá nhỉ. Úi dồi ôi, mưa tên dội vào chết. Chạy hết à? Úi dồi ôi, đông thế này mà không lag mất, nó giật lag không? Không lag à? Ai da, xung phong. Ai da. Stop now. Lê Dương xông vào đây rồi. Úi dồi ôi. À, và tiếp là anh em. Ủa. Xông vào đại điện luôn. Eagle Cock. Ý. Ủa. Liên minh. Mấy ông đệ mình, mấy ông đệ mình đi dẫn đường chưa bạn? À ừ tốt. Rồi. Hay thế nhỉ, trận đánh như này thư sướng. Ý, thử liên minh. Con tướng của nó là con gì? Mấy ông đệ mình là bộ binh đấy. Đấy. Nhìn chất phết đấy chứ đùa đâu. Ôi sao đông thế này. Sao mất nhiều quân này? Lại bị dầu sôi dội ở đầu à? À. Gì đấy? Ôi đội hình pha lăng à? Tôi đội hình pha lăng thì không được rồi. Đội hình pha lăng thì từ từ. Chạy ra đây. Đó có đội hình pha lăng đấy. Quái nhở, tại sao bọn này có đội hình pha lăng? Giờ thì không sợ. Kinh không? Nó có đội hình pha lăng. Pha lăng này. Đứng đây rào anh ạ. À cổng của nó bị phá hủy á.
nó chỉ còn ở trên tường thành. Ồ, cái cổng này chết nhiều thế. À, để mình xông vào rồi mà mình lại đứng nhìn à? Vào. Ui dồi, chết luôn. Mày pha lăng à? Tàn luôn. Ok, cho quân về giữ cổng. Được. Có chi phí, à đây rồi, xông vào đây rồi. Có binh đoàn Lê Dương xông vào đây rồi. Ui, cánh cổng bên này ngoài này. Ây da. Xông được vào thì cũng thương vong nặng. Lên thành bắt luôn mấy thằng trên thành của nó. To quá. Trận này phải nói là được vậy. Nó xong rồi. Nó nhấp nháy hết rồi. Đem tên vào được à? Giỏi nhờ. Mấy thằng này không biết trèo lên tường à? Trèo lên đi. Đông vào rất vui. Bốn đội, bốn team vào đánh như này, kinh thật. Thằng này có hai quân đoàn, một quân đoàn của thằng, một quân đoàn của Pompey và quân đoàn của Mark Antony. Ui, các cánh quân hội nhập ở đây hết à? Rồi, lính của mình lên tường rồi. Ui ôi. Ui, thằng Mark Antony thiệt hại nặng nhất à? Chết nhiều thế. Nhưng mà nó vẫn hồi được quân. Nó chả mất đơn vị nào cả, nhưng nó sẽ hồi quân. Thằng này mất hết đội quẩy đá rồi. Gì đây? Lại một liên minh tam hùng gì đây? À, lại một trận công thành à? Công thành của mấy thằng dợ này vui đấy. Đấy, nó đánh liên minh này nó sướng. Đó như chỗ này toàn lính Amor, không có đại Lê Dương đại bàng rồi. Có Lê Dương đại bàng tinh thần chiến đấu cao hơn. Ôi, mỗi thằng một góc thế này thì yểm trợ làm sao được. Nó tiến vào từ bên kia, mình lại tiến vào từ bên này. Mà hướng này thì... Ui ồ!
vãi nhỉ, thành của nó. Our reinforcements have arrived. Đánh từ đây vào á? Vào được không nhỉ? Ô, thành của nó vãi thế. Đánh từ đây vào. Tầm bắn còn xa tít một khơi còn chưa thấy đâu này. Ôi ôi. Đệ mày nhỉ. Ây xà, bắc thang vào rồi đấy. Ây ôi, trời rét thế này cứ cởi trần. Cánh quân phía bên kia của mình vào còn lâu lắm mới tới được. Chết rồi, hạt canh nó bắt đầu bắn. Thành này to đấy chứ đùa đâu. Nó còn lên đến đây nữa. Cái thủ phủ mà nó đặt ở trên này thì đẹp nhỉ. Đến nguyên ở đây nó thủ thì chắc là mít thanh niên nào, hoặc nếu không đây. Đứng ở đây nó thủ. Chỉ cần đặt cái thủ phủ ở đây thôi, chứ không phải ở đây. Thì đây sẽ là cái thành đốt quân nhiều nhất đấy. Đây nó đã có sẵn một cái tháp canh nữa này. Rồi, chặn hai lối này vào. Hai lối này nó có đặc điểm, nó có rừng cây như này thì hạn chế tầm nhìn của cung thủ nữa. Vào, ăn thôi. Ăn rồi. The enemy is attacking our ally. Hay quá. Tấn công, đúng rồi. Chia vào. Rồi, chia tường vào đây. Rồi, chiếm cái cổng thành đi. Đúng rồi, vào lên luôn. Còn thanh niên nữa, nhanh vào đi chứ, đồng đội vào hết rồi. Pháo mình vẫn chưa bắn được, chắc trận này lại ngắm cảnh rồi. Ơ là mấy thanh niên này không mặc quần áo à? Ôi ai ăn ăn kiểu gì này. Ô, mông đẹp đấy. Ai à. Mấy thằng này đánh nhau buồn cười thật.
À, vẫn chưa bắn tới à? Vẫn chưa tới để bắn à? Ôi, xa thế. Gần tới rồi. Xem bọn này đánh nhau nữa. À, khôn phết chiếm tháp canh. Cũng được, khá. Trời ơi. Rồi, bắn nhau đấy. Ôi, ai già. À đây rồi, pháo bắt đầu bắn rồi. Gì đấy? À, bắn thêm một đơn vị nữa vào. Được đấy, được đấy, được đấy. Speedbrother là bọn này là thủ mạnh nhất cho Bắc Đức ấy. Bọn thủ cận chiến nó rất cao luôn. Úi giời ơi, mày chết. Ây dài. Tốt rồi, thằng em của mình chắc khả năng giải quyết xong chiến trường này. Ai à, nó vây hết rồi gì nữa nhỉ? Bọn này còn quân mấy nữa đâu? Cầm dìu nhá, ai à? Ai à? À. Speedbrother. Ai ô. Ai à? Bị ném đá. Ném đá chết à? Rồi. Tiến mà xem nào. Ai già đây, quân chủ lực nó đang thủ như mày. Ai à. Công từ hai phía này, ôi dồi ôi. Phía bên ngoài thì vẫn đang bị tấn công, ôi dồi ôi. Rút rút à, bọn này rút về. Tấn công, à quả nó đang rút về đây cho thủ rồi. Phê làm gì? Phủ phủ mày ở đây cơ mà. Vua Zaspi thì bọn này mạnh lắm đấy. Mãi không sập, không nhau hết đạn mà không sập nổi tháp canh. One of our units has used all its ammunition. Úi giời, ông đồng minh mình ông tiến lên tận đây rồi đâu.
Ai da, căng rồi. Đồng minh của mình chắc không chịu nhiều đấy. À, tốt, phá lốt cái tháp này đi. Nhanh, kiểu quân của mình sắp dẹo hết rồi. Chạy vòng đằng kia vào cũng được nhưng mà mất thời gian lắm. Đùa chứ nhở, bắn kiểu gì đây? Chắc không phá nổi cái tháp canh rồi. Các bạn mình ở bắn ở sườn dốc lên. Chưa trúng một phát nào luôn. Rồi ạ. One of our units has used all its ammunition. Mình di chuyển trong rừng nên là tháp canh của nó không nhìn thấy thì bắn mình. Nhưng mà lúc nữa thì nó cũng hiện thôi. Đấy, nhìn thấy rồi. Không có công thủ hiểm trợ, không chịu nhiệt đâu. One of our units has used all its ammunition. Kinh nhỉ, bắn tên vào mình áp hết đấy. Ôi thằng đệ mình. À vẫn chiến đấu rất quả cảm chứ. Được. Chưa cháy cái cổng thành rồi. Ném bao đuốc vào đây mà không cháy à? Ui dồi. Những người lính này rất quyết tử.
bắn vào đây xem nào. Tụi tên bắn tốt phết nhở. Ơ bắn còn ác là khác chứ nhở. Brave Romans to a man. 84. Đúng rồi, mỗi một mũi tên được 1% à. The enemy's gates have been destroyed. Cháy 100% rồi. Missiles are waiting targets. Oi, cổng nó bị vỡ à? Sons of Mars. Hack them down. To arms. The enemy's tower has been destroyed. Vào được rồi. À hay quá, ông đệ mình cũng vào đây rồi. Ông đệ mình cũng tiến đến đây rồi. Chủ yếu thằng đệ mình nó giải phóng nhưng con mình làm được cái gì đâu. Ông đệ mình. À như vậy là tháp canh của bọn dợ này thì dùng cung tên bắn được. À tốt, chiếm lại thành. Ghê. Gì đây? À, cho mình giảm phí tuyển kỵ binh hoặc là tăng kinh nghiệm. Mình có tuyển quân gì đâu, mấy cái này không quan trọng. Trung thành Raphael ở cái mức được. Cho lấy vợ phát đã. Ảnh hưởng của phe mình lên. Ủa bây giờ mình còn có cả con lại còn cháu nữa rồi. Chắc rồi. Đến hàng cuối cùng kia là chắc rồi. Đấy. Cho nó lấy chồng liên tục này. Tăng cái ảnh hưởng phe mình lên một tí. Ủa nhiều thế. Đông con nhiều cháu quá nhỉ. Thôi kệ thế thôi. Gia tộc gì mà đông vui nhộn nhịp này chết rồi. Thôi kệ. Ồ.
hết tiền. Đám tàn quân này diệt lốt. Rồi, giúp chư hầu mình giải quyết lốt tàn quân. Ngọt, ngon canh. Đã tuyển được chariot này. Chariot của mấy ông đệ này trông cùi quá. Có quân gì? Voi, ngựa. Còn cái thành này đây à? Còn hai cái thành to. Chắc mình vào mình yểm trợ cái là được cái gì. Còn này có một 10 người một ngựa thì làm ăn gì. Tái chiếm được ở đây rồi. Bọn này nó quay vào nó đã hiếp luôn bây giờ. Đây xong rồi đúng không? Ở đây xong rồi. Sao là mấy cái thằng Anh nó đang chiến tranh với nhau là như nào nhỉ? Bọn nào ấy? Thằng này chiến tranh với thằng này. Thằng này vẫn trung dung. Hai thằng ở đảo Anh đánh nhau. Hai thằng ở cái đảo Anh này nó đang đánh lẫn nhau. Qua lượt á. Tăng cái điểm ngoại giao lên này. Ủa. Qua lượt. Qua lượt đã. Xem bọn Anh này kiểu gì đấy. Thằng nào nó phân kim ở trên này được. Ba hạm đội của La Mã tiến lên khu vực nước Anh. Ba hạm đội mình nghĩ là đủ rồi. Không cần nhiều hơn đâu. Lại được ủng hộ văn hóa, lại một đứa con của chúng ta trưởng thành, lại một thanh niên nữa trưởng thành, tăng tiếp điểm ngoại giao lên. Hai thằng này vẫn chưa bỏ chiến tranh với nhau à? Well met, friend. I thank you for the offer, but we are not wet nurses for weaklings.
Ô, ông đệ mình nhanh thế nhở? Nó sắp giải quyết xong Trung Đông rồi. Vãi cái thằng này. Chỉ là một cái nước nhỏ nhỏ ở cái vùng này, bây giờ nó thuộc cái nước gì nhỉ? Chỗ này thì là thuộc Yemen này, Oman à? Đây là eo biển Hormuz đây đúng không? Qatar là tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất à? Ôi bọn này còn có mấy thành này thôi và cũng chẳng có quân nữa, thế thì là xong rồi. Mình di chuyển ra đây mình chết cháy đâu. Is that all? Ready for battle. Rồi, đánh chiếm xuống đây đây. Nó có hạm đội à? Hạm đội thì làm ăn gì? Má ăn cho đi. Ui, nhiều sao thế? Thằng này dẹo rồi. Thằng này nó trèo lên bờ rồi. Ui, nữ hoàng mò tận đây cả. Queen này. Toàn lính xịn tới cuối luôn này. Soulmaster này, cung thủ này. Đam 47 cả. Ca phết nhở? Chiến trường phía Bắc này thì cũng ngon à. We hunger for battle. Make haste, men. Thằng khỉ nó đang cướp bóc đốt phá này. Spy 10 sao, sợ nhỉ. À, lại nổi dậy à? Ai cho mày nổi dậy? Nổi dậy này. La Mã này. Khổ thân lẽ Octavius quá, suốt ngày bị mình định chui lên à? Chui lên thế à? Của tướng này 123 giáp rồi, đam thì cao gất ngưỡng luôn. Chuẩn bị hải quân của mình. À, con này hết quân rồi. Hết quân còn hết cả lương thực thì đánh nhau kiểu gì hả cu? Còn một hạm đội nữa đâu à? Chuẩn bị lên. Đấy, giáp vào cho anh. Cái đảo anh này phức tạp thế nhỉ? Đánh nhau tí toe. Con này nó xây cái gì mà nó bị mất quân này nhỉ? Nhà lính đầy 4. Cá không đủ nuôi. Nâng cấp cá 4 này thì mới đủ. Bị nó chiếm mất cái vùng này. Con thằng này nó chiếm xong nó đập hết đi. Thằng này thì dư thừa lương thực luôn. Này thì nó có nhà lính ở đây rồi, nó không cần là phải rồi. Trên này nha. Nó có cả xe bắn đá đấy. Ủa đâu.
À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.